nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây, yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây, yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây, yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời.
về. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một thứ ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lại tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tìm anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em mỉm cười. Cảm ơn ông trời, cảm ơn đời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Dẫu cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lại tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu, vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nằm lại tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em, dù cách xa trong tim hoài mong. Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi, để bình minh trong anh thức giấc nhớ em. Viết nên bao câu chuyện mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu. Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không, anh đang suy tư.
Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu vị trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ chính thức có đôi lời phát biểu, chính thức đặt lễ hỏi cho tình yêu của Huyền Thương và Nguyễn Thanh. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu. Kính thưa các quý vị đại biểu, tân quý khách kính mến, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị đại diện của quan viên họ nhà gái, lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới quan viên họ nhà gái lời chào và lời chúc sức khỏe, mừng xuân năm mới, an khang, thịnh vượng. Tôi xin phép được giới thiệu, tôi là chú của cháu Nguyễn Thành. Đi cùng với đoàn đại biểu họ nhà trai chúng tôi hôm nay gồm có các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, nội, ngoại của cháu. Và khi mình nhất là bố của cháu cùng các bạn. Hôm nay mẹ cháu ứng chức viên có ủy quyền lại cho thím, và thím có trọng trách chính của buổi lễ quan bên họ nhà trai chúng tôi hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị, trong thời gian qua hai cháu đã tìm hiểu và hai cháu đã nhất trí yêu thương nhau. Được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình bố mẹ, ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, gia đình quan viên họ nhà trai chúng tôi xin có cơ cầu và nghi lễ theo phong tục cổ truyền của địa phương. Để xuống tới quan viên họ nhà gái, xin ăn hỏi cho cháu Tất Thành. Vậy quan viên họ nhà trai chúng tôi cũng kính mong quan viên họ nhà gái chấp thuận và nhận lễ ăn hỏi cho các cháu hôm nay. Quan viên họ nhà trai chúng tôi thì cũng mong quan viên của họ nhà gái kính lễ tiên tổ, xin tiên tổ phù hộ độ trì cho hai cháu mạnh khỏe, bình an, an khang, thịnh vượng. Và cũng xin tiên tổ các cụ chứng nhận hai gia đình thông gia, hai nhà như một và bền vững mãi mãi. Một lần nữa cho phép tôi xin trịnh trọng được cảm ơn và kính chào tất cả các quý vị. Và tiếp theo đây thì ban tổ chức của tôi trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái sẽ chính thức hiện diện trên vị trí trang trọng nhất ngày hôm nay, chính thức phát biểu và đón nhận những sinh lễ đủ đầy mà phái đoàn gia đình nhà trai đang rất kỹ lưỡng chuẩn bị ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu vị trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái, trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, nội, ngoại, gần xa của hai bên gia đình bốn họ. Qua một thời gian, hai cháu tìm hiểu và được sự vun đắp của hai bên gia đình có gầy dựng lên cho các cháu theo nguyện vọng của các cháu là về với nhau thành vợ thành chồng. Hôm nay là ngày đầu tiên theo tục lệ cổ truyền từ trước đến giờ là có hỏi, có xin và có cưới. Nay là bước đầu tiên ra hai bên gia đình bốn họ có gặp mặt về đây, và tôi qua ý kiến của dân của
Quý vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai đã dâng lễ ăn hỏi cho tổ tiên chúng tôi và cho qua ý kiến của chúng tôi, theo ý kiến của vị nhà trai, chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Tôi là bác của cháu và là anh cả của bố mẹ cháu. Hôm nay được sự ủy quyền của nhà gái, của họ tộc nhà gái, và họ đại diện cho hai em chú Hiếm là em của chúng tôi. Tôi là bác cả, đại diện cho gia đình nhà gái, chúng tôi xin nhận lễ để dâng lên tổ tiên và kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu, các quý vị quý khách cùng hai bên gia đình bốn họ chúc cho các quý vị sang năm mới được hạnh phúc và mạnh khỏe, bền lâu, thăm mới an khang thịnh vượng. Và chúng tôi xin nhận lễ của nhà trai. Và tiếp theo đây thì ban tổ chúng tôi trân trọng kính mời và giới thiệu bà Trần Thị Yến là người mẹ thân sinh cho cô dâu Huyền Thương, và bà Nguyễn Thị Thêu là Tím, đại diện cho mẹ của chú rể Nguyễn Thanh, sẽ chính thức hiện diện trên sân khấu chào và nhận giới thiệu đầy đủ đời ngày hôm nay. Ông tơ bà Nguyệt sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười, mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người, mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Ông sẽ duyên cho đôi vợ chồng trọn đời bên nhau. Cau trầu quả cưới đơn sơ, thiêng liêng duyên tình muôn vàn thủy chung. Ngày vui hai họ gần xa, chúc cho hạnh phúc vợ chồng đẹp đôi. Chúc nhau nặng nghĩa phu thê, chúc nhau nồng ấm yêu thương. Ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Bao hoa chúc mấy không khí của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực cho một mùa xuân mới với một năm mới, những thành tựu mới và những thắng lợi mới. Thì hôm nay đây đưa bạn trẻ Huyền Thương và Nguyễn Thanh của chúng tôi, họ chính thức tiến đến bên nhau để xây dựng hạnh phúc gia đình và để đón một mùa xuân mới cho tình yêu thương trọn vẹn. Và xin quý vị chúng ta nổ một tràng vỗ tay thật lớn để chương trình lễ phục quy cho tình yêu của Huyền Thương và Nguyễn Thanh sẽ được chính thức bắt đầu. Thì quý vị đang hiện diện trên sân khấu lúc này về phía phái đoàn gia đình nhà trai, thì xin được trân trọng giới thiệu đại diện của người mẹ thân sinh nhà chú rể Nguyễn Thanh, đó là Thím Nguyễn Thị Thêu. Xin mời Thím chính thức cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Một tràng vỗ tay để thật lớn với quý vị để chúc mừng ạ. Và kính thưa quý vị, xin chào tạm kính mến. Tiếp theo đây thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến người mẹ thân sinh ra cô dâu Huyền Thương và đại diện của người mẹ thân sinh nhà chú rể Nguyễn Thanh chính thức tiến về phía trước để thực hiện nghi thức thắt chặt sợi dây quai nón, thắt chặt hạnh phúc cho năm của hai con ngày hôm nay. Là cánh én lướt trời phấp phới và là khung trúc vời vợi bay cao. Đã yêu rồi thì em có biết không? Anh sẽ tặng em bông hoa ngày cưới. Anh đi bên em trong khúc nhạc ban đầu và ta đi bên nhau trong ngày vui hạnh phúc. Và xin mời cô dâu chú rể sẽ quay sang nhau để thực hiện nghi thức chào đón hoa cưới cho người vợ yêu thương của mình. Chú rể Nguyễn Thanh, cô dâu Huyền Thương, một trong bốn tay đã sẵn sàng thưa quý vị để
kiến giây phút hạnh phúc của tình yêu. Huyền Trương cùng Nguyễn Thanh. Kính thưa quý vị, rất trân trọng và kính mến. Đúng là kể từ xe ngõ Đào Tơ, mấy lúc họ hẹn thì bây giờ là đây. Niềm vui từ tay nắm chặt tay và càng yêu về nết thì càng say về tình. Cũng để rồi yêu em thì anh viết thư tình mà trao lời hẹn ước chúng mình mai sau. Quả cao thì cũng đã nên nghĩa với chầu, đỏ son tươi thắm một màu thủy chung. Từ nay nên vợ nên chồng được trăm năm kết mối tơ hồng từ đây. Và tiếp theo đây thì ban tổ chức tôi trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng chào đón hai bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho hai bên gia đình nhà trai và nhà gái sẽ cùng hiện diện ra vị trí đôi tân nam và tân nương để thực hiện nghi thức chào dâu và nhận rể. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay đây vui ý trẻ để đẹp lòng già, và hai nhà như một thì một nhà như hai. Hai gia đình vun trồng cây hạnh phúc để rồi sợi tơ hồng sẽ mái tỏ tương lai. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Kể từ đây mãi mà chúc một nhà làm thêm giàu đẹp quê ta, gia đình hạnh phúc tràn hòa niềm vui. Đó có lẽ là những gì rất là mong muốn và là tâm đắc của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai đến từ quê hương xã Bách Thuận. Và gia đình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời phát biểu, đôi lời xin dâu của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu bác trưởng đoàn đại biểu đại diện gia đình nhà trai ạ. Mở đầu cũng cho tôi phép tôi xin cảm ơn anh MC rất đẹp trai và đã giới thiệu đoàn đại biểu của họ nhà trai chúng tôi, có cho tôi một cơ hội được đứng trước sàn sân khấu rất hoành tráng và lộng lẫy của gia đình quan viên họ nhà gái. Cho phép tôi xin cảm ơn anh và chúc anh và đoàn mạnh khỏe, thành công trong sự nghiệp của mình. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, đại diện quan viên bốn họ, ngày hôm nay tôi thay mặt cho quan viên họ nhà trai rất vui mừng và phấn khởi được tiếp kiến quan viên của họ nhà gái. Ngày hôm nay hai bên gia đình long trọng tổ chức lễ ăn hỏi cho hai cháu đã được chu viên mãn nguyện, và cũng rất vui mừng và phấn khởi cho quan viên họ nhà trai chúng tôi xin được cùng quan viên họ nhà gái lễ vu quy cho hai cháu để về cùng chung một nhà. Thì bây giờ cũng đã chuẩn bị đến giờ trăm năm chỉ có một ngày, một ngày cũng chỉ có một giờ đẹp nhất mà thôi. Tôi đại diện cho gia đình quan viên của họ nhà trai cũng xin quan viên của họ nhà gái 12:30 quan viên họ nhà trai chúng tôi xin phép được đón cháu Huyền Thương về làm dâu con của ông bà Phụng, là cháu dâu của quan viên họ nội ngoại thành viên của chúng tôi. Vậy một lần nữa cũng cho phép tôi xin trịnh trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị của quan viên họ nhà gái đưa dâu cháu về cùng với quan viên họ nhà trai chúng tôi để hai bên cùng long trọng tổ chức lễ vu quy cho hai cháu được công thành danh toại. Một lần nữa cho phép tôi xin cảm ơn và trịnh trọng kính mời và chào đón tất cả các quý vị. Kính thưa quý vị, đúng là ý mẹ ý cha, lời vàng ý ngọc và lời hoa chân thành. Cô dâu thì càng đẹp và chú rể thì thật xinh, xây dựng mối tình hạnh phúc trăm năm. Kể từ nay chung chăn chung gối, chung cha mẹ và chung lối đi về. Đói no thì con thiếp có chàng, còn hơn chung đỉnh mà giàu sắc một mình. Trong nóng thì vợ bớt lời mà cơm sôi nhỏ lửa, chẳng đời nào khê. Thưa quý vị, thông gia thì như ruộng liền bờ, bên mong được rể, còn bên chờ được dâu. Có lẽ giờ đây thì ban tổ chức tôi trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe đôi lời phát biểu, đôi lời chào dâu của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái. Xin được trân trọng kính mời và giới thiệu. Kính thưa toàn thể các quý vị, quý khách, tôi đại diện cho gia đình nhà gái và toàn thể bà con cô dì cô bác của cháu là từ nay là hai cháu, là một là cháu là con rể, là cháu rể, và một là con dâu và là cháu dâu của hai nhà bốn họ. Và tôi chỉ mời toàn thể các quý vị vui vẻ, mạnh khỏe, xin mời nước sang xuân mới hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc, người người hạnh phúc, và chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc bền lâu. Và xin chào các quý vị một lời chào thân ái nhất. Kính thưa quý vị, tiếp theo đây thì ban tổ chức tôi trân trọng mời quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến cái bắt tay bắt chặt từ là kết thông gia giữa hai bên gia đình của hai bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho hai bên gia đình. Xin mời hai bác và một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị để chứng kiến cái bắt tay bắt chặt từ là kết thông gia giữa hai bên gia đình và chúc phúc cho các cháu ngày hôm nay. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, ít phút nữa thôi thì gia đình nhà trai sẽ xin phép được đưa cô dâu Huyền Thương trở về tứ gia của phái đoàn gia đình nhà trai tại quê hương xã Bách Thuận.
Và còn một chút thời gian nữa thì ban tổ chức xin mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên mời chồng mời nước. Và xin mời con dâu chú rể sẽ trở ra phía cổng hoa để cùng ghi lại những bức ảnh đẹp nhất với đội lễ tân rất là duyên dáng, những trai thanh gái lịch của quê hương đất mẹ huyện Vũ Thư ngày hôm nay. Xin mời. Chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu. Chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió, nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không nồng nhiệt chào đón tới sự hiện diện của toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác cùng các trẻ nam nữ thanh niên đang hiện diện tại không gian tiệc cưới rất hình hòa tình cả chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Và lời nói đầu tiên cho phép MC Quang Đào đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới chức nghiệp Minh Tuấn xin phép được thay lời đại diện hình họ nhà gái đáp lời cho cô dâu Huyền Thương. Xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc khỏe đầu xuân năm mới. Xin được chúc toàn thể quý vị vạn sự như ý, vạn sự tốt lành, an khang và thịnh vượng. Và kính thưa quý vị thân mến, ai chắp cánh cho chiếc bay về tổ, ai mở chiều đường cho trai gái yêu nhau. Vừa để rồi, tình yêu thì bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Và ngày mai đó chính là ngày lành tháng tốt được đôi bên gia đình lựa chọn để long trọng tổ chức chương trình đại lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc cho năm cho cô dâu và chú rể. Và trong buổi tối ngày hôm nay, được sự cho phép của gia đình, những người thực hiện chương trình chúng em đã được trở về mảnh đất quê hương để cùng thực hiện chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề ngày hạnh phúc ngày chung đôi để chúc mừng hạnh phúc cho năm cho cô dâu và chú rể. Và giờ phút ở đây không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm nữa, thay mặt cho những làm chương trình xin phép được trịnh trọng tuyên bố khai mạc đêm giao lưu nghệ thuật với chủ đề ngày hạnh phúc ngày chung đôi chúc mừng hạnh phúc cho năm cho cô dâu Huyền Thương, chú rể Nguyễn Thành. Xin phép chính thức được mở máy bắt đầu. Với kính thưa quý vị thân mến, mấy khi khách đến chơi nhà đốt than quạt nước pha trà mời người rơi, trà này quý vậy người ơi, mỗi người mỗi chén cho rể dâu vui lòng. Và kính thưa quý vị thân mến, mùa xuân, mùa của đất trời, một chút cây trái đơm chồi nở hoa. Mà hôm nay cô bác gần xa, hai họ một nhà mừng chúc hồi hôn. Mà thuốc thơm, trà được, cau mềm, chầu cay vị quế, ấm êm tình người. Pháo giòn cùng với hoa tươi, xem tiếng hát cười, mừng chúc hồi hôn. Xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng tự nhiên mời chầu, mời nước và thuốc. Và cùng hướng mắt về sân khấu, cùng gặp gỡ và làm quen với giọng hát của nữ ca sĩ Thùy Linh trong buổi tối đêm nay trở về từ thành phố Nam Định với những bản tình ca hay nhất, ca ngợi về tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa. We'll be right back.
cho nó xanh ngất ngây, từng hạt mưa lấp lánh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh đầy tôi thương yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh. Thân mến, và trong khi chờ đợi những món quà âm nhạc trở về từ toàn thể quý vị thì xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng mời trầu, mời nước, mời thuốc và cùng đến với ca khúc được mang tên Về Quê. Rất là chương trình chúng tôi xin gửi tới toàn thể quý vị và trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Thank you.
Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, chầu này chầu nghĩa chầu tình, chầu lan chầu phường, chầu mình chầu ta. Chầu này thì tiêm tối hôm qua, giấu cho dâu mẹ, mang ra mọi người. Chầu này quý vậy người ơi, mỗi người, mỗi miếng, cho rẻ rượu vui lòng. Và giờ phút ở đây, xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng mời chầu, mời nước, mời thuốc. Và cùng hướng mắt về sân khấu, cùng đón chào sự lại của nữ ca sĩ Thùy Linh với ca khúc được mang tên Phố Hoa. Xin được gửi tới tất cả quý vị và trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng thưởng thức và đón nghe. Thân mến và liên tục quay trở lại Trang Văn Nghệ để chúc mừng hạnh phúc cho năm cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên nâng nước dùng trà và cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ làm quen với giọng hát của ca sĩ Ngọc Hạnh. Alo, thật đúng là xuân sang thắm cánh hoa đào, mừng cho đôi lứa ngọt ngào tình duyên đến với chương trình Vui Liên Hoan Văn Nghệ hôm nay. Được nam thanh nữ tú của quê hương đã hát rồi thì thôi, tôi xin trung tuổi cũng có đôi lời góp vui. Trước hết, coi như đến với đầu xuân mới, được sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, nam nữ gần xa, cho phép tôi gửi tới các quý vị trong gia đình một lời chúc sức khỏe dồi dào, một lời chào trân trọng nhất. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Để nối tiếp chương trình Vui Liên Hoan Văn Nghệ, tôi xin gửi tới bài hát Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Có một không gian nào có nhiều tài nỗi nhớ, có khoảng ánh lung nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở hai đầu nỗi và thương sâu hơn.
đầu tiên cho phép Minh Tuấn xin gửi tới quý vị một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Và sau đây Minh Tuấn xin gửi tới quý vị một ca khúc được mang tên Trần Tình. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới hìa hìa. Nguyện cho ngày tháng, em đều như những giấc mơ. Nhung nhọc nhạt trên quê, vẫn trong ngập mắt em. Riêng chờ và anh lại nhớ, nhưng giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa trời. Tình yêu thì này nguyên vẹn sau em bão giông giữa quãng tàn lãng quên nơi cuối đường có em đang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hãy sống làm sao cho trọn nghĩa em đi. Anh trong mơ luôn là giấc mơ, nhưng kiếp người được mấy thay thiên, xin đừng mang yêu cùng ra đắp đêm, đừng lấy thương mà nó lo người. Người ai chẳng muốn muốn sẽ xa rồi, biết đâu chúng tôi sẽ ơi với ta đầu để rồi bắt đầu vì chút thời gian. Anh em mới mà người đời chê được trân trọng kính mời quý vị, chúng tôi cùng mời chầu, mời nước, mời thuốc và cùng gặp gỡ và làm quen với giọng hát của Phạm Duy. Xin được trân trọng kính mời giọng hát của Phạm Duy sẽ cùng hiện diện trở về sân khấu để cùng thực hiện chương trình của mình. Sao nặng tình hải quê bên mi
những nguyện thề, quách dành lòng bên tê quê người mưa nắng có con tình sâu nặng anh nhà thay trong lòng bên đây chân trời rộng sức trẻ dài đôi chân bên đây bao cảnh đời vẫn cảm nhận bao sao mãi nơi chân trời dạ vâng xin được cảm ơn phần trình bày của giọng hát Phan Duy rất nhiều. Và kính thưa quý vị thân mến, vào giờ phút này thì theo những thông tin mà ban tổ chức tôi vừa nhận được thì tại phòng cưới gia đình họ thì cả chúng tôi có những cô dâu Huyền Thương, chú Dịch Nguyên Thanh đã được nồng nhiệt chào đón tới những sự hiện diện trở về của toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đặc biệt là các trẻ nam nữ thanh niên của phái đoàn long trọng gia đình họ nhà trai là những người bạn thân của chú Dịch Nguyên Thanh đã cũng trở về hiện diện tại phòng cưới gia đình họ nhà gái chúng tôi giờ phút ở đây. Thì thay mặt cho ban tổ chức xin phép được đất lời đại gia đình họ nhà gái, đất lời cho cô dâu Huyền Thương, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên mời chầu, mời nước và thuốc. Và không quên viết tên mình vào tờ giấy chương trình trong buổi tối hôm nay với những bản tình ca, những món quà âm nhạc gửi tới tặng quý vị. Đặc biệt đó chính là gửi tới cô dâu Huyền Thương, chú Dịch Nguyên Thanh trong buổi tối đêm nay. Và xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng mời chầu, mời nước và thuốc và cùng đến với giọng hát đến từ Kim Hùng, từ phái đoàn gia đình họ nhà trai có đã trở về trong buổi tối đêm nay gửi tới tặng quý vị với những lời ca tiếng hát để chúc mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu và chú rể. Dạ vâng, ngày lần đầu tiên thì cho Kim Hùng xin gửi tới toàn thể hội chứng hôn và nhất là gia đình nhà gái lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và nhân dịp đầu xuân năm mới thì các cụ bảo còn mùng là còn Tết đúng không ạ? Thì chúc mọi người sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và để mừng hạnh phúc cho hai anh chị Huyền Thương và Nguyễn Thành. Đấy, thì sau đây xin gửi tới toàn thể mọi người một nhạc phẩm với tựa đề Tình Đơn Phương. Và buồn muốn nói tiếc yêu đương sao chưa thành cơn sợ rằng đừng để không còn xa đến bên anh em đưa lối đi nhiều lần chung vì nét thơm lắm nét thương yêu chưa thương sầu nặng nàng đẹp từ mà buồn nãy sao dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyên nàng cười hay biết chăng anh đã yêu từ lâu đôi khi bên em có ngây mà sao lòng đừng nói ra nghe con tim chinh phục vương tình sao chết ngây giờ anh đùng lòng vài ngày em hơn đợt dối mà cô đơn trên hết đời chúc là toàn thể huynh trưởng hôn một năm mới có một sức khỏe và chúc cho cô dâu Nguyễn Thương và chú rể Nguyễn Thanh trăm năm hạnh phúc. Và xin được cảm ơn giọng hát đến từ Kim Hùng rất nhiều và liên tục quay trở lại với một quả âm nhạc đến từ tận quý vị. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên nâng nước dùng trà và cùng đến với giọng hát của Thành Công. Xin được trân trọng kính mời giọng hát Thành Công sẽ trở về sân khấu để cùng thực hiện chương trình của mình. Vâng, để tiếp nối chương trình văn nghệ buổi tối hôm nay thì Thành Công xin gửi lấy toàn thể hội hôn một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin phép được đỡ lời đại gia đình họ nhà gái, đỡ lời cho cô dâu Huyền Thương. Xin được cảm ơn tình cảm chân quý trở về từ tận tới quý vị, không quản ngại đường xá xa xôi, vẫn chút thời gian vàng ngọc trở về không gian tiệc cưới tư gia. Đại gia đình họ nhà gái chúng tôi mời chầu, mời nước, mời thuốc và cùng tham dự trọn vẹn chương trình Giao lưu văn nghệ. Chúc mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu và chú rể. Vậy một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn tình cảm của toàn thể quý vị. Xin chúc toàn thể quý vị vạn sự như ý, vạn sự tốt lành, an khang và thịnh vượng. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với chầu. Đẹp như mơ. Nhạc sập sình, nhạc quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với chầu. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm
bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3, vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. Trăm năm cầu cho sắc
trọn đời loan phúc hòa minh. Rằng anh yêu em nhiều không, anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Chẳng biết trước lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Sông rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây. Rộng hơn cả đất, xinh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên.
bây giờ. Có lẽ hơn cả đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng khung cửa lứa đôi, trăm hoa đua nở một giờ, không bằng một phút đời chờ tình yêu. Và giờ phút này không để quý vị phải chờ đợi nữa, thay mặt cho những người làm chương trình xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ phục vụ chúc mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu Huyền Thương sẽ duyên cùng chú rể Nguyễn Thành xin phép chính thức được bắt đầu. Thân mến, yêu nhau thì sớm mới cũng gần, cầu không tay vịn cũng lần mờ sang, yêu nhau thì chẳng quản lầm than, mấy sông công lội mấy ngàn cũng qua, yêu và được yêu đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời của mỗi con người và là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Cuộc sống luôn ban chúng ta một nửa yêu thương, còn một nửa chúng ta phải đi tìm. Với cô dâu Huyền Thương, chú rể Nguyễn Thành cũng không nằm ngoài quy luật đó. Với bước đường học tập, công tác và trưởng thành, đôi bạn trẻ họ đã quen biết nhau, trải qua những năm tháng tìm hiểu rồi yêu nhau. Và ngày hôm nay đây, điều gì đến cũng đã phải đến. Hoa đến thì hoa phải nở, lúa đến thì lúa phải trổ bông, đò đi bạn, đò phải sang sông. Và đến duyên em,
em đi lấy chồng, được sự nhất trí của đảng ủy, chính quyền hai bên địa phương, được sự tác hợp vun vén cỏ hay bên gia đình, nhà trai, nhà gái, đặc biệt là sự đồng ý của Huyền Thương, Nguyễn Thành khiến hai bên gia đình đã có sự gặp gỡ, bàn bạc cho tới ngày hôm nay. Đó chính là ngày 18 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 9 tháng 1 năm Giáp Thìn, để bốn họ hai bên gia đình long trọng tổ chức chương trình đại lễ vô quy để chúc mừng hạnh phúc cho năm cho hai con yêu của mình. Và sự hiện diện trở về của toàn thể quý vị, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm vinh dự đối với hai bên gia đình để cầu chúc mừng hạnh phúc cho năm cho cô dâu và chú rể. Và thay mặt cho ban tổ chức xin được cảm ơn tình cảm chân quý trở về từ toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng tự nhiên thưởng thức cái chén chè xanh quê hương đong đầy tình cảm, ăn những vị cầu ngọt mang hương vị của tình yêu với những mứt trầu để xe duyên cho đôi lứa, để cùng dành cho hai bên gia đình, đặc biệt cô dâu chú rể như là chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Và kính thưa quý vị thân mến, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên gia đình họ tộc nhà trai. Bác sĩ hiện diện tại sân khấu sẽ có đôi lời phát biểu, đôi lời thưa chuyện. Xin được trân trọng và trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, tân quý khách kính mến, kính thưa quan viên bốn họ, rất vinh dự tôi đại diện cho quan viên họ nhà trai. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới quan viên họ nhà gái cùng toàn thể các quý vị lời chào, lời chúc và lời cảm ơn tới quan viên họ nhà gái đã tiếp đón chu đáo, nhiệt tình và tấm lòng mến khách. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quan viên họ nhà trai chúng tôi có cô cháu tới xin đón cháu Huyền Thương về làm dâu, là thành viên của quan viên họ nhà trai chúng tôi. Vậy tôi xin trịnh trọng được kính mời quý vị đại biểu, kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị quan viên họ nhà gái cùng toàn thể bạn bè nam thanh nữ tú để đưa dâu cháu về cùng với quan viên họ nhà trai chúng tôi, để hai bên gia đình long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, sinh con ra, nuôi con lớn khôn, việc dựng vợ, gả chồng cho con là trách nhiệm và nghĩa vụ của những bậc làm cha, làm mẹ. Và để rồi, nuôi con chừng ấy năm rồng, con đi lấy chồng, bác mẹ dặn theo, và nhà trai thì phát biểu rồi, nhà gái cũng có đôi điều cảm ơn để cho bên rể, bên dâu, để cho hai họ được về lâu về dài. Và liên tục chương trình giờ phút đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị trưởng đoàn đại diện cho quan viên gia đình họ tộc nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác sẽ cùng khởi thân dậy và cùng hiện diện tại sân khấu sẽ có đôi lời phát biểu, đôi lời cảm ơn trân trọng được kính mời. Lời đầu tiên, thay mặt cho họ nhà gái và gia đình nhà gái, tôi xin chân thành cảm ơn và kính chào toàn thể các quý cụ, quý ông, quý bà và các quý khách gần xa một lời chào thân mến nhất, và chúc các quý vị mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, được sự quan tâm và sự nhất trí của chính quyền hai xã và sự thống nhất của hai bên gia đình, chúng tôi nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình chúng tôi đã thống nhất mời toàn thể các cụ, các ông, các bà và cô dì chú bác cùng toàn thể các bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu và của toàn thể hai bên gia đình bốn họ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí và tự tọa thỏa nghiệm của hai cháu, nhất trí về làm dâu làm rể của hai bên gia đình bốn họ, hiện nay làm gia đình nhà trai đã dâng lễ lên tổ tiên của chúng tôi và trình trọng hai họ chúng tôi và toàn thể gia đình hai bên. Nay chúng tôi đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và đưa cháu cũng về làm dâu cho gia đình nhà trai và làm con của hai bên bố mẹ. Vậy tôi xin đại diện cho gia đình nhà gái
xin nhận lễ và nhất trí giao dâu cho gia đình nhà trai về làm con, làm dâu, làm cháu, dâu trong họ. Xin hết ạ. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị thân mến, câu cha thì như núi Thái Sơn, biết mẹ như nước trong nguồn chảy ra, mà nước trong nguồn thì chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn thì vững chãi ngàn đời, mà lên non mới biết non cao, để rồi nơi con mới biết công lao đất trời. Và liên tục chương trình giờ phút ở đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời người mẹ thân yêu của chú rể Nguyễn Thành, người mẹ thân yêu của cô dâu Huyền Thương, xin được trân trọng kính mời hai bà sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để làm thủ tục trao và nhận lễ xin dâu. Trân trọng được kính mời. Kết tình thông gia, tình rộng như nước hồng hà cửu long. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Xin một tràng pháo tay thật nóng nhiệt để cùng chúc mừng. Trong nhà, để cùng đón cô dâu Huyền Thương trở ra phía bên ngoài để cùng thực hiện một nghi thức quan trọng, cùng vào làm lễ gia tiên trong nhà. Một là chào hỏi mẹ cha, hai là ghi nhớ ông bà tổ tiên. Cảm ơn em, tình yêu của anh đã mang đến phút giây diệu kỳ, cho nụ cười hé nở trên môi, cho cuộc đời một sức sống mới. Cảm ơn em, tình yêu của anh. Cảm ơn em, tình yêu của anh, một nụ hôn ngọt ngào ấm áp, xua tan đi lạnh giá mùa đông, cho nụ hồng tung cánh đón xuân về. Cảm ơn em, một mùa xuân tình yêu của anh. Bên nhau cùng bao yêu thương nồng nàn, dù phong ba bao tố không làm tình yêu phai tàn. Cho mai sau bên em tình này không rời, hãy hứa sẽ mãi bên nhau không cách xa. Ngày cưới là ngày để tô điểm cho tình yêu tỏa sáng, và ngày hôm nay đây, tình yêu của đôi vợ trẻ Huyền Thương Nguyễn Thành đang được tỏa sáng ngay tại phòng cưới gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ phút ở đây, xin mời cô dâu chú rể, xin mời hai bạn hãy cùng nắm tay nhau nở một nụ cười thật rạng ngời và dành một cái cúi đầu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. Xin mời. Vâng, tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bà sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để làm thủ tục trao nón cưới cho cô dâu. Trân trọng được kính mời. Chú rể Nguyễn Thành trong buổi trưa ngày hôm nay đã rất là vui mừng, rất là hạnh phúc khi được đón nhận tình cảm chân quý trở về từ tất cả quý vị. Giờ phút ở đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu song thân phụ mẫu, người cha, người mẹ thân yêu của cô dâu Huyền Thương trong ngày vui hạnh phúc của hai con, cha mẹ vốn còn nhỏ để trao tặng cho hai con là kỷ vật. Xin được trân trọng kính mời ông bà sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để trao quà cho hai con yêu. Trân trọng được kính mời. Song thân phụ mẫu của cô dâu Huyền Thương, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình bác Dung Vinh. Xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để cùng trao quà cho cô dâu và chú rể. Trân trọng được kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, số món quà đến từ gia đình bác Dung Vinh xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ gia đình bác Đồng Vui. Về phía gia đình người mẹ của cô dâu Huyền Thương, xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để cùng trao quà cho cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà đến từ gia đình dì Long Yên. Xin được trân trọng kính mời gia đình dì Long Yên sẽ cùng hiện diện trở về sân khấu để cùng trao quà cho hai cháu. Trân trọng được kính mời.
yêu, món quà đến từ gia đình dì Long Yên. À, xin được trân trọng kính mời gia đình dì Trình Duyên sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để cùng trao quà cho hai cháu. Trân trọng được kính mời. Giới thiệu đến sân khấu em Thanh, em Dương, em Thái, em Đức. Xin được trân trọng kính mời các em sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để cùng trao quà cho anh chị. Trân trọng được kính mời. Và xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đến sân khấu em Thanh, em Dương, em Thái, em Đức sẽ cùng hiện diện tại sân khấu để cùng trao quà cho anh chị. Trân trọng được kính mời. Đã từng viết hoa tranh nửa giữa vườn tranh, thầy u bình với chúng mình trên quê. Hôm qua em đi tỉnh về, đợi anh ở mái con đi đồng làng. Và kính thưa quý vị thân mến, hôm nay để chim cất cánh loan báo tin vui hạnh phúc, để rồi khoe cười rực rỡ đón tương lai. Và hôm nay đây lòng tràn đầy phấn khởi, lấy đất dâu đời sống mới vui tươi. Có bên họ có các quan đoàn thể, có bạn bè chẳng kể gần xa, bấy lâu mong mỏi đợi chờ, hôm nay toàn nguyện ước mơ hoàn thành. Cũng là tháng tốt ngày lành, cô dâu và chú rể có gửi lời ban tổ chức tâm thành cảm tạ hồi hôn. Cho đến giờ phút này, cho phép những người làm chương trình xin phép được khép lại chương trình đại lễ vô quy tại đây. Và kính thưa quý vị thân mến, giờ vàng phút bạc dây kim cương đất điểm, giờ đoàn tàu hạnh phúc của bốn họ hay bên gia đình cùng cô dâu Huyền Thương, chú rể Nguyễn Thành chính thức trở về phòng cưới gia đình họ nhà trai tổ chức chương trình đại lễ tại hôn. Và giờ phút đây một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức xin đỡ lời đại gia đình họ nhà gái, đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin được cảm ơn tình cảm chân quý trở về từ toàn thể quý vị. Xin chúc toàn thể quý vị vạn sự như ý, vạn sự tốt lành, an khang và thịnh vượng. Chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa vô thề. Chúc đoàn tàu hạnh phúc của bốn họ hay bên gia đình lên đường thượng lộ bình an. Xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Ánh mắt anh đã trao nụ cười khẽ ngại ngùng, anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đen về một mình đơn cô. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước, cho dù năm tháng phai nhòa tình ta vẫn xa. Vượt qua sóng gió cuộc đời, mãi mãi ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không còn
sánh đôi, hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu, thề hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Bao giờ thì cho đến mùa xuân để anh làm lễ tơ hồng đón em. Thôi là chẳng phải đầy lâu, mùa xuân đã đến, cơi trầu đã tên. Và hôm nay thì xuân đã nứt nhẹ trên nhành non lá mới. Bạn đấy ơi, vui lắm mảnh trời hồng. Xuân là thực, xuân là mơ, xuân là dạo dựng ước mơ với mảnh đời hòa hẹn. Để xuân sang thì đẹp cảnh đẹp trời, đẹp nhà bên đấy lại đẹp nơi bên này. Xuân về hoan ở muôn nơi, mừng xuân lại kết tiếng đôi đôi hẹn hò. Mùa xuân là mùa đẹp nhất, xứng đáng để cho đôi đôi chẳng ngày lành, hợp duyên chẳng vợ. Và chiếc buổi trưa ngày hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn, là ngày mình tôi lựa chọn là ngày lành tháng tốt để long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn, lễ phụ huynh bạn trẻ tại Đức Bên Gia Đình. Và xin đại tại tư gia của sẽ đổi tranh tôi đã được đón nhận sự diện của đông đảo ta cùng trở về để cùng chúc mừng phúc chú rể và cô dâu trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Và không phải để quý vị chúng ta cùng trở đây lâu hơn nữa, xin được trân trọng mời sự diện của chú rể Nguyễn Thanh và cô dâu Hiền Hương, sự diện của bố mẹ chú rể và bố cô dâu, chúng ta đứng dậy tại chỗ quý nhà bên đầu để đón nhận chàng báo với thanh vị. Và chương trình đại lễ thành hôn xin chính thức đã bắt đầu. Xin được chân trọng cảm ơn sự diện của quý vị. Xin được chân trọng kính mời chú rể và cô dâu những bậc chi thành chúng ta có an toàn tại hàng ghế xanh dự nhất tại bàn hôn lễ để chúng tôi tiếp tục chương trình đại lễ đại hôn của chú rể và cô dâu trong ngày nay. Mời đến quán qua âm nhạc đầu tiên để được trung tâm tổ chức kỳ vùng có những ca khúc để cùng chúc mừng và cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị. Xin đón nhận giọng hát của Quỳnh Chi cùng trở lên sân khấu để có những ca khúc để cùng chúc mừng phần khúc cho chú rể và cô dâu. Và cảm ơn sự diện quý vị đã cùng hiện diện trở về sân khấu ngày hôm nay. Xin chân trọng kính mời tòa hãy cùng đồng chào bắt tay tay lớn đón nhận sự diện và giọng hát của Quỳnh Chi. Và ca khúc đầu tiên Quỳnh Chi xin được gửi tới quý vị có tựa đề Trầu Cánh Phượng, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn chương trình của ca sĩ Quỳnh Chi đã có những ca khúc để cùng chúc mừng vui xuân của cô dâu trong ngày hôm nay. Và trên video đúng là có chồng mà chẳng có câu, thì làm chân chân đỏ môi nhau thì làm. Món này câu xanh đã được kiện với chồng vàng đỏ môi bốn họ xóm làng đông vui. Và quả câu xanh, lá chầu xanh, làm xong nên nghĩa nên tình người ơi. Tưởng rằng đơn giản vậy thôi, chầu cao quyền lại với vui thiên đồng. Ví tình nghĩa vợ chồng, yêu nhau cho đến răng long bạc đầu. Ví chỉ tích cao chầu, nghìn năm trong vấn bột màu tùy chung. Và hôm nay thì đá có được đông vui. Chầu thêm cách phường thì mừng tôi với đàn. Và ngày nay anh đón em sang, có bà con cô bác, có sông làng đông vui. Chúc bạn đẹp đôi, trăm năm đẹp ý, đẹp lời là đây. Một lời xin gần chân trọng kính mời toàn thể chúng ta hãy cùng tiếp tục mời nước mời trà. Đừng có cầu chúc cho cô dâu chú rể cái này, họ cho được trăm năm tràn đầy niềm hạnh phúc. Vâng, xin được kính thưa quý vị, đúng là cha mẹ sinh con thì đâu ngại gì gian khổ. Vì hôm nay con mình thì cũng đã chọn đạo làm con. Người còn son thì tuổi cũng còn son. Và hai em anh đã làm con một nhà. Được vừa xuất lại thắm những bông hoa, công cha, nghĩa mẹ, bao la biển trời. Và con ơi, muốn liên thân người, lắng tay nghe lấy những lời mẹ cha. Giống lại trước giây phút trang trọng nhất trong đời lễ đính hôn ngày hôm nay, chuyên được trân trọng đón nhận trên diện bắt trưởng đoàn của gia đình Hoàng Gái. Người được mệnh danh là trưởng ban đối ngoại, người dẫn đoàn của gia đình Gái ngày nay, khởi thân đứng dậy bước lên đời hạnh phúc của gia đình Hoàng Trai chúng tôi, để có lời phát biểu trao dâu trước kiến của toàn thể chúng ta có mặt trong đời lễ đính hôn ngày nay. Xin được trân trọng kính mời bắt trưởng đoàn của gia đình Hoàng Gái cùng trở lên trên đời hạnh phúc ạ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể các cụ và các ông các bà trong hai bên gia đình bốn họ, qua một thời gian hai cháu tìm hiểu đi đến yêu nhau thắm thiết và nguyện với nhau rằng sẽ xây dựng tổ ấm gia đình, và được sự vun đắp của hai bên gia đình bốn họ và cùng sự nhất trí của hai xã đã tổ chức hôm nay, gia đình chúng tôi cùng với gia đình nhà trai xin mời toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai bên gia đình bốn họ tụ hội về đây để chúc phúc cho các cháu. Một lần đầu tiên tôi xin cảm ơn toàn thể các cụ, các ông, các bà có mặt hôm nay và họ hàng nhà trai có tiếp đón chúng tôi đến nơi đến chốn rất là chu đáo. Chúng tôi rất là cảm thấy rất là vui cho gia đình chúng tôi, vui cho các cháu, và cũng xin tâm nguyện của tôi cũng là nguyện ước của các cháu là mong cho các cháu là để ngoan dâu thảo và dâu thảo để ngoan và có xây dựng tổ ấm gia đình ngày một hạnh phúc. Và cuối cùng chúng tôi xin toàn thể gia đình một lời chào thân ái nhất. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những trưởng bà muốn đại diện và quý vị. Thưa bạn trẻ Nguyễn Thanh Huyền Thương, họ có được định nghĩa được hai chữ đơn rằng đó là tình yêu là hương vị của đời, để thiên nhiên ban tặng loài người chúng ta. Tình yêu là tạo hóa sinh ra để cho trai gái một nhà kết thân hoa hồng với đủ quốc tần. Và hôm nay thì với bạn trẻ chúng ta đã 10 phân vẹn 10, và hôm nay đây trước lâu đài phúc, trước phòng thềm ép sâu xa, để trao dâu một món quà, dâu trao rể thảo món quà tình yêu. Và sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể chúng ta hãy cùng tay trong tay bước lên trên gấu hạnh phúc của gia đình để có trao chiếc nhẫn cưới thiêng liêng ghi nhận ngày cưới của hai em này. Xin trân trọng kính mời, và chúng ta đồng một chào vào tay thật lớn đón nhận chia sẻ của hai em Nguyễn Thanh và Huyền Thương cùng tay trong tay bước lên sân khấu, bước lên hạnh phúc của trẻ ngày nay để trao nhẫn cưới thiêng liêng ghi nhận ngày cưới của chú rể và cô dâu. Xin một chào vào tay thật lớn từ tất cả quý vị. Không biết nữa, chỉ biết rằng có được em là anh hạnh phúc nhất trên đời. Như chim non được hít thở khí trời, như ruộng cạn được tắm dòng nước mát. Và xin kính thưa quý vị, chiếc nhẫn cưới được vòng tròn khép kín, không điểm đầu, không điểm cuối. Thì hiện cho em chúng ta hãy nguyện cùng nhau xây dựng cuộc đời trăm năm tràn đầy hạnh phúc. Và nhẫn này thì không phải là nhẫn kim cương, mà nhẫn này có chứa tình thương giọt giào. Anh yêu em yêu lắm phải không nào? Đưa tay ra đây, em đang nhẫn vào cho em. Ghi nhớ treo nhẫn cưới thiêng liêng ghi ngày cưới của hai em. Đây là dấu bước ngoặt lịch sử vui mừng quên xây dựng cuộc đời trăm năm tràn đầy phúc của cô dâu Huyền Thương của chú rể Nguyễn Thanh hôm nay. Xin chào mừng các đại lớn từ tất cả quý vị. Và của chú rể Nguyễn Thanh trong buổi tối qua, chú rể Nguyễn Thanh có nói với tôi rằng: anh ơi, chưa kịp mai, nhưng về thời gian tổ chức lễ đính hôn cho em có dài hay có ngắn, thì anh cũng dành cho em một tí chút thời gian trang trọng nhất để em dành cho vợ em một nụ hôn nồng thắm nhất kiến của toàn thể quý vị. Có được không chú rể và cô dâu? Có ạ. Rồi, xin mời chị quý vị. Tôi chỉ biết rằng khi yêu nhau là đôi bạn trẻ chúng ta đã từng hôn. Hôn được thể hiện tâm hồn theo yêu. Hôn nó có rất chi là nhiều.
hôn đi, hôn lại, hôn chiều trưa. Nhưng ngày này anh em và chiến sĩ đến trường toàn đại cái việc tôi mong chú giải quyết nhận chớ cho hôn bừa. Hôn đi, hôn lại và hôn bừa thì thôi nhá. Con này đang nói cho tôi hiệu quả, nụ hôn đứng tư thế xin mời chú giải chúng ta tay, đặt tay lên eo của cô dâu đi ạ. Và xin mời cô dâu đặt tay vào vai vững chắc nhất của chú giải. Và chú ý nhé, tôi đến đến 3 một hôn, nếu hôn trước các bạn hôn lại nhá. Và xin mời nếu tôi đến đến 3 và cái mình ta dành cho cô chú giải những tràng quả vỗ tay thật dài thì cô dâu chú giải cho nên nó nụ hôn càng lâu. Nếu càng lâu sau này sinh con càng thành đạt cơ đâu ạ. Mà dân dịp ra mấy quý vị ta cùng dành hết cái trả vào đây quý vị chúng ta cùng chuẩn bị đây ạ. Cô dấu chú rể đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi chỉ bắt đầu đếm đây ạ. 1, 2, 3, một trả vào đây quý vị. Chúc mừng, hạnh phúc. Vâng, xin gần chân chào cảm ơn sự nhận của tuần quý vị. Và chỗ này chúng nhận thấy chú rể Nguyễn Thanh môi đỏ hơn chút rồi. Chúc lần đầu là chú rể cho anh phương án tối ưu nhất của cả con trai cả con gái. Vậy thưa chúc em một xuân năm nay xin dành phút cho đình. Và đến cuối năm xin một cháu trai được lòng. Và đến 2029 xin cháu gái như là vừa nha. Và cháu trai phấn đấu là kỹ sư tiến sĩ. Còn cháu gái là đại học quốc gia nha. Muốn là tỏ lòng mong với tất cả quý vị. Xin vị một chào vào tay để lời nói của tôi thành hiện thực. Và xin cảm ơn quý chúng ta rất là nhiều. Và xin vị đúng là công cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Bao tháng ngày vất vả gian nan, dù đã hạnh phúc huy hoàng, trông con nhìn cháu huy hoàng đẹp tươi. Và chúng tôi xin gửi trân trọng kính mời chia sẻ của bố mẹ của chú rể và bố cô dâu chúng ta cùng lên sân khấu để chứng kiến chương trình phút làm công việc đầu tiên của chú rể và cô dâu ngày nay tại tư gia của gia đình trong đại lễ đại hôn ngày nay. Xin gửi trân trọng kính mời. Xin gửi trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng làm công chung công việc chung đầu tiên đó là kiến thức hai em chúng ta hãy cùng tay trong tay cắt bánh cưới ghi nhận ngày cưới của hai em. Xin gửi trân trọng kính mời chú rể và cô dâu chúng ta hãy cùng trở lên với tháp bánh để cắt bánh cưới ghi nhận ngày cưới của hai em. Xin trân trọng kính mời. Sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Heaven hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Thưa quý vị, giờ phút này thì hai bên gia đình chúng ta hãy cùng chuẩn bị kết cùng ly để kết tình thông gia. Và trước khi hai bên gia đình ta cùng ly kết tình thông gia, xin mời quý vị ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để quý vị chúng ta thông gia và kết. Xin một tràng vỗ tay thật lớn từ tất cả quý vị. Và sau đây xin gửi trân trọng kính mời hai gia đình chúng ta hãy cùng nhấp môi để cùng chúc ngày thành toàn của mình. Xin mời cô dâu chú rể quay mặt với nhau uống rượu sau môi. Giờ phút này mời cô dâu chú rể chúng ta đã uống rượu sau môi để ghi nhận ngày cưới của chú rể và cô dâu. Và kính chúc cô dâu chú và chú rể trăm năm hạnh phúc. Xin gửi trân trọng cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị. Và sau đây xin gửi trân trọng kính mời sự diện của hai người bố. Xin chào cô dâu và chú rể ngày nay chúng ta cùng bắt tay để kết tình thông gia. Xin vị dâu chào bắt tay thật lớn ạ. Vâng, xin gần trân trọng cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị. Xin mời các ông bố và mẹ chúng ta cùng nán lại trận cầu hạnh phúc ngày hôm nay để người mẹ của chú rể chúng ta trao quà cho hai con của mình trong ngày hôn lễ. Xin gần trân trọng kính mời món quà đến từ mẹ và bố của chú rể. Xin gần trân trọng kính mời. Chúc quà nhỏ tấm lòng son, bố mẹ tặng bạn để nuôi con sau này, nuôi sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thật tài mẹ vui. Đức Việt trong xanh không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín câu cha, đi khắp thế gian không ai tránh mặt mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bỏ cha. Dù đi đâu con cũng nhớ về nơi ấy, dù mày trách nghèo bố mẹ thương đứa con, có trách bưởi bố mẹ chia đời làm hai nửa, chỉ mong con khôn lớn và trưởng thành. Và xin chúc mừng một chàng trai đang lớn và món quà đầu tiên tại thư gia của gia đình ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời.
xin được trân trọng cảm ơn món quà đầu tiên đến từ bố và mẹ của chú rể, và món quà tiếp theo xin trân trọng đón nhận món quà đến từ chị gái của chú rể. Xin được trân trọng đi mời. Đó là chút quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Và xin quý vị cũng là chị em nhà, chị em dâu thương yêu nhau tình ruột thịt, và trong ngày vui tân lễ giờ phút này, chị gái của chú rể món quà để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Và xin quý vị ta cùng dành cho quà bố tay nữa đón nhận xin xin và cảm ơn món quà đến từ chị gái của chú rể. Vâng, và xin quý vị trong ngày vui tân lễ thì các bạn trẻ Nguyễn Thanh, Việt Hương đã cảm nhận nhất gì tình cảm ta dành tặng chú rể và cô dâu qua đường điện tín, điện hoa và đường đưa tay. Đặc biệt ngày nay trong đại lễ thành hôn, chúng tôi dành những phút gian trang trọng nhất đón nhận món quà từ người thân của gia đình họ là trai cho cả cô dâu và chú rể, và tất cả món quà này cũng được mong hai em hãy giữ kiểu này để xây dựng cuộc đời trong năm trời phúc. Xin mời em chúng ta hãy cùng cúi nhẹ vào đầu lời cảm ơn sincere của tất cả quý vị. Chúc chào và mang lại tặng lời từ toàn thể quý vị. Và quý vị, đúng là bách thuận và xuân hòa quê ta thì quả thật là giàu, và con trai con gái thì chẳng đâu sánh bằng. Nếu chúng ta còn thắc mai chăng, chúng ta nhìn cô dâu của chú rể bằng chính đây. Chú rể Nguyễn Thanh hôm nay trông rất là đẹp trai, và hôm nay phong độ thì chắc chắn là chẳng ai ở đây sánh bằng. Còn cô dâu Hiền Thương này đẹp nét đẹp người, tính tình dễ mến này có phần nét na. Vâng, chị được ví như chị Hằng Nga và Kiến Tinh bồng Nguyên Soái phải có hòa vì yêu. Và chú rể hôm nay thì trông rất giống Si Điều, và cô dâu để giống Thúy Điều ngày xưa. Đôi bạn ánh mắt đong đưa, nhìn nhau ánh mắt không đong đưa tình đồng. Họ đong đưa một cái gì chúng ta không biết. Vinh dự nhất có tôi là người dẫn chương trình lấy với bạn trẻ. Với những bạn trẻ khi hôn nhau họ thì thầm bên tai nhau và họ nói với nhau rằng: anh ơi tách nước pha trà, cả khăn cáo lọt lòng, cả gương trong sáng thì chúng mình cùng xoay. Bây giờ bốn họ còn đang đông, còn việc gì nữa thì đêm về mình bàn sau. Và bây giờ hai em cùng nhau đến mời khách cả mặt đầu rồi, chứ mà hai chúng ta hãy đi những bàn nước bàn trà để mời gặp được cái bên ta cùng trở về được chúc mừng phúc chú rể và cô dâu trong ngày nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, lời đầu tiên cho các thành viên được gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, để mừng hạnh phúc cho hai em, xin mời vị cùng lắng nghe một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Ngọc Huê, ca khúc Mùa Xuân Là Lúa Là Măng. Cảm ơn giọng hát của chị Thư Hương đã có những ca khúc làm lối lòng hoa cùng trở về để cùng chúc mừng cô rể và cô dâu trong nay.
niềm vui mừng hạnh phúc của bạn trẻ ngày nay xin được trân trọng đón nhận món quà âm nhạc đến quê hương gia đình họ là gái. Xin được trân trọng đón nhận món quà đến từ âm nhạc của cậu, của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời. Để đến với chương trình cho góc vui văn nghệ mừng hạnh phúc cho hai cháu, cầu xin ra gửi tới toàn thể quý vị dự hội môn qua một khúc mang tên Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Xin mời quý vị anh chị cùng lắng nghe. Lắp kính. Vâng, xin chân trọng cảm ơn ca khúc xuất đầu của cậu của cô dâu đã cùng trở về để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu trong ngày hôm nay. Và chị nói đến tình yêu thì người ta thường nói đến thủy chung son sắc, và nói đến thủy chung son sắc người ta thường nói bên đợi và những bên chờ. Và qua ca khúc Lời Tỏ Tình Dễ Thương mà cậu của cô dâu gửi về để chúc mừng hạnh phúc cho chú rể và cô dâu, các bạn chúng ta không còn về bến bờ trời nữa, mọi chuyện nắm tay nhau để bước tới lại vinh quang của lòng hạnh phúc và huyền ngước với nhau rằng dù nước biển kia một ngày không còn mặn, tình đôi ta vẫn son sắc đậm đà. Dù chị yên lên biển nổi sóng phong ba, anh biết bên em như thuyền kia bên lái. Và xin kính thưa toàn vị, đến kể hôm nay em về làm dâu thì cha mẹ thì cũng phải đối có đôi câu dòn dò, qua sông phải có đò, mà cha mẹ thì cũng phải dòn dò một vài câu. Họ khái thì bắt biểu rồi, bây giờ cảm tạ xin kính mời họ trai, trước là cảm tạ đôi bên, sau mừng rể thảo, dâu hiền nhà tôi. Sau xin gọi trân trọng kính mời, xin xin bác trưởng đoàn của sân đầu trai cùng trở lên khấu đầu có lớn lời phát biểu nhận dâu và cảm ơn đồ cưới. Xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của gia đình họ là trai, xin được trân trọng kính mời. Và xin ta đồng một tràng hoa tay thân lớn được đón nhận xin bác trưởng đoàn của gia đình họ là trai. Kính thưa quý vị đại biểu, tân quý khách, tôi chính thức công nhận cháu Hiền Thương kể từ giây phút này là dâu con, là thành viên của quan viên họ nhà trai chúng tôi. Trao cháu Thanh là rể, là thành viên của quan viên họ nhà gái. Trước khi nhường lời, cho phép tôi kính chúc quan viên bốn họ vui, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc cho hai cháu tình viên mãn, bạc đầu phu thê. Và xin kính chúc quan viên họ nhà gái cùng toàn thể các quý vị có mặt hiện diện tại sân trường hội cưới quan viên họ nhà trai chúng tôi lời cảm ơn trân trọng nhất và kính chào, xin đa tạ cảm ơn quý vị. Vâng, xin kính thưa toàn quý vị, chương trình văn nghệ thì còn rất là dài, nhưng đường về Xuân Hòa em còn dài hơn. Lấy gì đáp nghĩa trả ơn, công cha nghĩa mẹ, xóm thôn vẹn toàn. Tôi thay mặt cho bên gia đình xin gửi đến quý vị nghĩa tình đậm sâu, kiều chú rể, kiều cô dâu, nghĩa tình chồng vợ phải có đôi câu kính chào. Anh tiếp khách ra tận lối vào, miệng cười tay bắt phải có lời chào cảm ơn. Giống đại chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Nguyễn Thanh, cô dâu Hiền Thương đến giờ phút này đã thành công và rất đẹp. Thay mặt ban tổ chức và gia đình xin được trân trọng cảm ơn sự diện của toàn thể các cụ các bác bà, các anh chị cùng toàn thể quý vị ta đã cùng chào cưới để cùng chung chia niềm vui niềm vui gia đình, để cùng chúc mừng phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày nay. Thay mặt ban tổ chức xin chúc đôi bên gia đình không giờ là kết và chúc bạn trẻ Nguyễn Thanh, Huyền Thương được hạnh phúc trăm năm. Xin cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị. Oh,
hàng ngày em đến nồng nàn yêu thương, xua tan cô đơn trong lòng anh. Nhẹ nhàng lời em nói ngọt ngào bên tai, long lanh tin yêu trong mắt ai. Người đừng là cơn gió vội vàng bay qua, cho anh ngu ngơ bao niềm thương nhớ thầm ước mong giấc mộng đẹp. Đừng vội phôi pha, bên nhau không cách xa. Nhìn vào mắt anh và hãy nói rằng, rằng em muốn bên anh mình anh thôi. Người yêu dấu ơi, đừng quay bước vội, vì anh chính là người mà em yêu. Cause I really really love you, người anh luôn luôn mong nhớ. Cause I really really need you, đừng làm tan đi hết những yêu thương mộng mơ. Cơn gió vội vàng bay qua, cho anh ngu ngơ bao niềm thương nhớ thầm ước mong giấc mộng đẹp. Đừng vội phôi pha, bên nhau không cách xa. Nhìn vào mắt anh và hãy nói rằng, rằng em muốn bên anh mình anh thôi. Người yêu dấu ơi,